Rồi, xin mời nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh máy của tôi Huy Trung. Hôm nay thì bên em vừa về một chiếc Toyota Innova đời 2007, xi lên full G nha anh em. 2007, xe thì biển 73. Còn rất là đẹp, Quảng Bình nha. Rất là đẹp, không dịch vụ, không taxi, xe còn rất ok. Lên đèn 2010 và ca lăng. Tất cả đồ này lên 2010 hết, cản đồ cũng lên 2010 rồi. Đấy, xe thì hiện tại còn rất là đẹp. Đấy, ốp gương, những cái ốp gương của này của xe thì đã được ốp ốp mới rồi, ốp xi nhan tích hợp đề mi và năm ống đúc nguyên bản theo xe. Đấy, anh em thấy không? Đấy, xe lốp láp thì còn khá là tương đối ổn này, anh em nhìn nè, tương đối dày đó. Xe thì hiện tại thì còn rất là đẹp, anh em về là chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm. Đấy, sơn xi bên ngoài thì còn rất là tương đối là ổn định, không có lỗi lầm, không có va quẹt gì nặng nề hết. Xe thì bên em bảo đảm cho anh em là 100% là không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Những cái ốp chén cửa thì được mạ chrome, người ta đã ốp thêm vào ốp nắp bình xăng. Và đèn sau thì người ta lên đèn 215, 213, 215 gì đó, Innova 215 ha. Đấy, xe thì hiện tại đuôi thì có rất là đẹp. Biển 73 Quảng Bình. Xe thì em vừa khám đăng kiểm xong, khám đến tháng 8 2020 nha anh em. Khám thì còn rất là dài, còn hơn một năm nữa, còn một năm nữa anh em về đi rất là vô tư. Xe thì được trang bị camera lùi, hai màn hình đầy đủ hết, sơn xi bên ngoài rất là ok. Đèn thì em đã lên đèn 215 rồi, ốp đèn cũng mới luôn nè. Xe được hiện tại rất là ok anh em ha, anh em mua về chỉ có việc đi thôi. Còn giá em bán con này chỉ có 145 245 triệu bao vận chuyển nha anh em, 245 triệu bao vận chuyển thôi. Anh em nào mua về chạy dịch vụ thì nó rất là hợp lý luôn, cái giá này rất là hợp lý, mua về chạy dịch vụ rất là ok. Nội thất dàn ngoài rất là đẹp, mua về chạy đám cưới rất là ok anh em ha. Dòng này thì ở quê em người ta vẫn hay chạy đám cưới rất là nhiều, ở em thì người ta chạy đám cưới rất là ok, không có lỗi gì hết. Dòng Innova này thì được cái nó rất là lành tính anh em, lành tính, lợi xăng, ít hỏng vặt, nên là những anh em rất ưa chuộng mua về chạy dịch vụ tập lái rồi ha. Khám tháng 8 2020 đi, anh em mua về khám dài luôn, khám còn một năm nha anh em. Đấy, xe còn rất là ok. Nội thất thì được màu sơn màu kem của G rồi, lên full G 2010 nha anh em. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe về là anh em chỉ có việc đi thôi, không khỏi phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết nha. Rất là chất, xe rất đẹp. Xe nó còn chất xe lắm. Cột kèo của nó thì ở trước sau vẫn còn nguyên, chỉ niệm còn nguyên hết nha, chưa có hiện tượng đông đụng hay ngập nước gì hết. Nội thất đây nè. Đấy, vô lăng thì vẫn là vô lăng 3 chấu, người ta chưa lên vô lăng của 4 chấu nha. Còn em nào về thích lên thì cứ lên, táp lô còn vẫn còn nguyên nè. Đấy, xe thì rất là đẹp, màu kem rồi, nội thất màu kem nha anh em. Chỉ niệm thì vẫn còn nguyên đây. Đấy, chỉ niệm vẫn còn nguyên. Xe được lên hai dàn lạnh rồi nha anh em, hai dàn lạnh rồi. Đấy, hai dàn lạnh đằng sau đây. Rất là đẹp. Nội thất rất là ok luôn. Thất đây. Thất cái da rồi số máy rồi rất là ngọt ngào nha anh em. Hay nội thất màu kem rất là đẹp, sang trọng lắm. Em sẽ nổ máy cho anh em xem ha. Đấy, máy móc rồi rất ok, vô lăng vẫn còn vô lăng 3 chấu. Anh em nào thích mua về thì cứ về làm việc lên vô lăng 4 chấu thôi, còn chủ nhà thì người ta chưa lên. Xe thì chạy 30 vạn rồi anh em. Chạy cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà xe nó vẫn còn chất. Chạy 30 vạn rồi anh em ha. So với xe gia đình chạy 30 vạn như thế này thì cũng khá là nhiều. Đấy. Còn dịch vụ taxi thì nó chạy 50 vạn là chuyện bình thường. Đấy. Học tàn thuốc, âm thanh loa đài đầy đủ. Cái này là chỉnh điều hòa đằng sau nè. Gương kính chính điện khá là ngọt ngào anh em ha. Đấy, gương kính chính điện khá là ok luôn. Gương kính chính điện rất là ok nha anh em. Gương sau thì người ta chưa dán phim. Này, kính chiếu hậu chỉnh điện đây, rất là ok, hoạt động tốt đó nha anh em. Chỉnh rất là ok, không có lỗi gì hết nha. Màn hình cam lùi đầy đủ hết, cam dê đầy đủ hết nha anh em. Máy học để đồ của xe nè, chở lên
Đấy. Đồ đạc còn rất là sáng nha. Đấy. Xe thì còn rất là chất. Khám thì em mới vừa khám xong. Đấy. Khám giấy tờ đăng ký này, khám vừa hết tháng 8 là em khám luôn. Tháng 8 năm 2019 là em khám luôn. Và giờ nó còn tháng 8 năm 2020 lận. Đèn đồng hồ tắp lô rồi đầy đủ hết nè, anh em nhìn nè, chạy xe chạy đúng 30 vạn nha. Đấy, 430 vạn luôn. Dòng Innova thì chạy rất lợi xăng. Anh em nhìn nè, em chạy từ Quảng, em đổ 500 ngàn, chạy từ Quảng Trị về vẫn còn ha. Anh em thấy còn một nấc xăng không? Chạy từ Quảng Trị về Quảng Nam khoảng 300 cây anh em à, hơn 300 cây. Đấy, âm thanh nghe rất là hay. Tay lái trợ lực thì rất là nhẹ luôn anh em. Tay lái trợ lực rất là nhẹ. Xe về là anh em có việc đi thôi. Tắp bi rồi rất là đẹp. Dòng này mình mua về mình kiếm tiền nhanh, nhanh lấy lại vốn lắm anh em. Chứ anh em mua xe đời mới về chạy nó cũng y con này thôi, mà cũng lâu lấy lại vốn lắm. Anh em nào ở quê vừa quê nghèo đồ thì mình mua mấy con này mình chạy dịch vụ rất là hợp lý, không cần xe mới đâu. Đấy. Ở thành phố thành thị thì người ta mới cần xe mới, chứ ở đây ở quê thì anh em cứ chạy dòng này thì nó rất là ok luôn. Chạy dịch vụ nó rất hợp lý, nhanh lấy lại vốn. Thì cũng cao 207. Máy lạnh rất là mát anh em ha. Máy lạnh khá là mát. Cột kèo chỉ niễn thì vẫn còn nguyên. Đấy. Xe nói chung là không lỗi, anh em về là có việc đi thôi. Cửa này đóng rất là êm. Dòng này anh em mua về chạy dịch vụ đám cưới hoặc là đi tour du lịch chở đi đây đi đó thì rất là ok luôn. Chạy đường xa khá là tốt ha. Em chạy từ Quảng Trị về mà nó không có một lỗi nhỏ gì luôn, không có vấn đề gì hết. Rất là ok. Anh em, nội thất rất là đẹp luôn. Đã lên hai dàn lạnh rồi, cột kèo chỉ niễn thì vẫn còn nguyên. Đấy, chỉ niễn thì vẫn còn nguyên hết nha. Đấy. Máy móc nổ rất là êm, lốp láp rồi anh em nhìn đây. Đẹp hết nha, không lỗi nhỏ nào luôn. Đấy, sườn xiết đồ anh em nhìn nè, đẹp hết nè. Đấy, anh em nào thích thì cứ vào xem xe, xe nó còn chất xe lắm anh em ha. Đấy. Em thì cũng chuyển 3-4 con Innova vào trong xe thành phố Hồ Chí Minh rồi. Con nào cũng rất là ok hết. Đấy, nội thất rồi đây, rất là đẹp. Anh em về là chỉ có việc sử dụng thôi, khỏi phải làm gì thêm hết. Đấy. Dàn lạnh thì người ta lên hai dàn lạnh rồi, nhưng mà người ta lên cái la phong nó hơi xấu. Anh em về bọc cái la trần lại là ok. Cột kèo của nó đây. Với bấm là còn nguyên hết nè. Đấy, với bấm rồi còn nguyên hết nha. Đấy, cột kèo đây anh em nhìn, còn nguyên hết. Xe rất là ok, anh em mua về là chỉ có việc sử dụng thôi, khỏi phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết nha. Màn hình camera lùi đầy đủ hết, về không thiếu thứ gì. Về là có việc là sử dụng đổ xăng mà kiếm tiền thôi. Dòng 2.0 này thì nó chạy khoảng 9 đến 10 lít trên 100 cây thôi. Toyota Innova thì nó lợi lắm, dòng Nhật Bản cái này nó lợi lắm. Nó không có như dòng Mỹ, dòng Captiva nào đâu anh em à. Bởi vì máy nó có 2.0 thôi, rất là lợi xăng. Lành tính nữa. Dễ gì nó hư cái gì. Anh em nào mà mua từng trải Innova rồi anh em mới biết nó rất là khó hư. Dòng này thì nó lâu lâu nó hay bị cái bơm xăng thôi, cái bơm xăng nó hay hư thôi, năm hai năm nó hư lần vậy thôi, chứ còn lại là rất ít không vặt. Em có ông anh ông đi mà ông đi con gì nhưng mà nó rất ít, đi cả năm hầu như là chỉ mới thay cái bơm xăng thôi, còn lại là chưa có đụng gì hết trơn luôn, rất là ok. Anh em nào từng đi Innova cũng đã biết cái độ lành của nó rất là lành. Cột kèo của nó thì rất là ok nha. Xe này thì em đi em không phải lo nghĩ nóng nước hay là gì hết, bởi vì cái máy nó rất là lành luôn, khỏi phải sợ hỏng vặt này nọ. Đi đường xa rất là yên tâm. Em chạy cả cặp về mà nó rất là ok, không có lỗi gì hết, không có gì phải lo hết. Còn anh em đi mấy dòng mà thường thường thì em hay hỏng vặt, anh em rất là lo ha. Dòng này thì nó rất là lành, nó lành tính thôi. Giờ anh cũng giữ giá nữa. Anh em mua về anh em chạy dịch vụ, anh em kiếm thì ví dụ như mốt anh em có bán lại thì nó cũng khó rớt giá, nó không lỗ anh em bao nhiêu hết. Lỗ cùng lắm khoảng 10 đến 20 triệu là cùng. Còn anh em mua mấy dòng khác thì nó lỗ rất là nhiều anh em ha. Anh em nào cứ suy nghĩ tìm hiểu rồi anh em chốt xe. Còn xe thì em bán nó rất là chất, không có lỗi gì hết. Ốc màu rồi xe là vẫn còn nguyên thế này. Rất là đẹp luôn. Xe về anh em chỉ có việc đi thôi, khỏi phải làm gì thêm nữa nha.
Innova này thì máy nó nổ rất là êm, máy êm lắm. Đây, máy của em đó đây, anh em nổ hầu như là không nghe gì luôn nè. Tem zin rồi theo xe vẫn còn nguyên hết nha. Cột kèn thì nó vẫn còn nguyên hết, chưa có hiện tượng đâm đụng hay ngầm nước gì hết nha anh em. Chạy niển rồi anh em à, vết bấm còn nguyên. Người ta trang bị cái còi là còi 7 tiếng anh em, còi 7 tiếng rồi. Đấy, xe máy móc nổ êm, hầu như không nghe gì hết luôn. Khô ráo, sạch sẽ, không lỗi nha. Đấy, sạch sẽ lắm. Xe hầu như là không có lỗi gì hết. Anh em mua về chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì thêm á nha. Máy 2.0, giá em bán con này chỉ có 245 triệu bao vận chuyển cho anh em toàn quốc nha anh em. Đấy, 245 triệu bao vận chuyển toàn quốc nha anh em. Đấy, bao vận chuyển. Xe nó rất là hợp lý, anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663. Xem xe tại Huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam 0935 146262. Xe rất là ok, Toyota Nova 207 G lên full G nha anh em. 245 triệu thôi, rất là hợp lý. Nội thất đẹp vô cùng. Đấy, anh em nào thích thì nhanh tay nha. Đấy, giá hợp lý luôn. 245 triệu thôi mà mình có thể mua một chiếc xe 7 chỗ như thế này, mình về mình chạy dịch vụ mình kiếm tiền. Thì anh em có bán ra lại thì nó cũng không lỗ đâu, không bao giờ lỗ. Dòng này đi anh em kiếm tiền xong rồi có khi lấy lại vốn luôn. Rồi bán vẫn còn lời. Đấy, dòng này rất là lành ha. Rồi cảm ơn các mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé.